Chào quý vị và các bạn. Dự báo ngày mai 26 Tết thì Nam Bộ có sương mù vào sáng sớm, ban ngày trời vẫn nắng. Ở Bắc Bộ, thời tiết duy trì rét đậm, rét hại. Trong đợt rét này thì tuyết không xảy ra, thế nhưng vẫn cảnh báo băng giá trên vùng núi cao. Như tại Mẫu Sơn, Lũng Cú hay là Phan Xipang là những nơi mà dễ xảy ra băng giá nhất, nhiệt độ xuống quanh mức 0 độ. Còn với các nơi khác ở Bắc Bộ thì đêm nay trời rét cóng, nhiệt độ ở dưới 12 độ. Sang ngày mai thì nhiệt độ cũng không quá 17 độ, vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại. Dự báo là ở Hà Nội, từ thứ Tư, nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần và trời có nắng cho đến tận ngày 30 tháng Chạp, thuận lợi để cho mọi người hoàn thành nốt các công việc năm cũ để đón Tết. Ở miền Trung thì ngày mai vùng rét sẽ bao trùm từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Nam với mức nhiệt là từ 17 đến 21 độ. Trong đó những nơi như là Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng hay là Hội An thì sẽ vừa mưa vừa rét. Còn ở Tây Nguyên ngày mai trời nắng đẹp, không khí dễ chịu với nhiệt độ tại các thành phố là từ 28 đến 29 độ. Ở Nam Bộ sáng sớm mai thì nhiều tỉnh thành sẽ có sương mù. Những nơi mà gần sông ngòi canh rạch thì sương sẽ dày hơn, ảnh hưởng đến tầm quan sát. Sau 8 giờ, trời nắng, sương tan nhanh, không khí thoáng đãng trở lại. Buổi trưa thì sẽ hơi nóng khi mà nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi lên cao ở mức là 33 độ. Trên biển, từ Vịnh Bắc Bộ trở vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi giữa Biển Đông và phía Tây của huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trên cả nước vào ngày mai.